xin kính chào quý vị và các bạn. Tôi đến từ công ty cửa Nam Window. Hôm nay tôi làm một video giới thiệu về một số những cái hệ nhôm sử dụng để làm cửa đang sử dụng phổ biến trên thị trường. Thì ở đây tôi có chuẩn bị một số những cái góc mẫu của nhiều hệ nhôm khác nhau. Thì sau đây tôi sẽ giới thiệu sơ qua về độ dày, rồi cấu tạo, mặt cắt, rồi nói sơ qua về chất lượng của từng loại để khi quý vị có nhu cầu làm cửa nhôm kính thì cũng nắm sơ qua được về các hệ nhôm để lựa chọn phù hợp thì đầu tiên đó là hệ vắt cạnh thì mặt cắt của hệ vắt cạnh sẽ như thế này cấu tạo thì cũng là nhôm khoang đơn và có hệ ron cao su kép à, thì tôi nói sơ qua luôn về cái hệ ron cao su kép để quý vị có thể nắm được ron cao su kép là ở trên phần cánh nó sẽ có một lớp ron cao su như thế này để ôm vào khung ở à, trên phần khung cũng có một lớp ron cao su như thế này để ôm vào cánh cái hệ đoan cao su này thì nó cũng có mấy loại hệ đoan cao su đơn thì nó chỉ có nằm phần không bao ở trên phần cánh thì không có thì đối với hệ đoan cao su kép thì cái khả năng cách âm cách nhiệt và chống bụi bặm hay chống nước nó sẽ tốt hơn so với những hệ đoan cao su đơn thì cái hệ bắc cạnh này thường thì cái khung bao sẽ là 55 hay còn gọi là hệ 55 thì bản cánh của hệ bắc cạnh nó sẽ nhỏ hơn ran dày của cánh nó sẽ nhỏ hơn phần không 3 như thế này. Đây quý vị có thể xem. Thì khi nhìn vào cái mặt cắt hay nhìn vào cái cái bộ cửa thì quý vị có thể phân biệt được à, đó là hệ vắc cạnh. À độ dày của nhôm hệ vắc cạnh cũng rất là đa dạng. Nó độ dày dao động từ 1 ly cho đến 2 ly, nó tùy theo hãng sản xuất. Có hãng thì 1 ly, có hãng 1.1, có hãng ly 2, có hãng ly 3, có hãng ly 4, có hãng lên tới 2 ly. Thì tùy theo nơi sản xuất ra. Thì ở đây là hệ vắc cạnh do công ty sinh pha quảng đông sản xuất. Hay còn là sinh pha nhập. Là hệ vắc cạnh của công ty có đây là Jim MA. phần tem nhãn các phần khác nhau. Về màu sắc của hệ vắc cạnh thì cũng rất là đa dạng, à, màu xám, rồi màu nâu cà phê, màu đen, màu vân gỗ vân vân. về hãng sản xuất thì nó có rất là nhiều hãng như là sinh đây, sinh pha quảng đông này di mà a này trong nước thì có việt pháp rồi là queen vân vân thì đó tôi giới thiệu sơ lược qua về hệ bắc cạnh rồi tiếp đến là hệ sinh pha à, sinh pha thì nó sẽ có mặt cắt như thế này đây quý vị có thể xem qua cấu tạo thì không bao là hệ 55 đây là phần cửa đi là sẽ hệ 55 này. Đây có khung bao lớn, khung bao 100, cánh vẫn là hệ 55 Đây sinh pha trong nước Thì cái hệ sinh pha này thì nó có rất là nhiều loại đầu dày khác nhau Tùy theo cái nhà máy sản xuất Như sinh pha nhập thì thường đầu giày cửa đi sẽ là 2 ly Còn cửa sổ 1 ly 4 còn Sinh pha trong nước thì nó có loại 1 ly 2, ly 4 ly 6, ly 8 v. Nó tùy theo nơi sản xuất ra về màu sắc thì cũng rất là đa dạng màu xám màu nâu cà phê màu đen màu vân gỗ màu trắng vân vân à, hệ sinh pha thì nó sẽ có cái bề mặt thế này quý vị thường thấy là sẽ có hai gần sọc này thì cũng có hệ là bản cánh trơn luôn thì bản cánh trơn thường là sản phẩm trong nước về hãng sản xuất thì nó có rất là nhiều đối với hàng nhập thì gồm có sinh pha của công ty sinh pha Quảng Đông và sinh pha của Di Mã A sinh pha của Dông Cai hàng trong nước thì có hàng của Hot Việt Pháp vân vân đó là về hệ sinh pha à, tiếp đến là một hệ nhôm thiết kế theo tiêu chuẩn đánh xe của châu Âu nói chung là hệ nhôm có đánh xe như hệ sinh pha thì là hệ không có đánh xe đánh xe là như thế nào đây đánh xe thì là phần cánh này thì hầu hết thì các hệ nhôm đều có cái phần đánh xe trên cánh rồi còn ở khung bao thì có hệ có hay không đây đánh xe quý vị thấy thì cái đánh xe này để làm gì là dùng để gắn phụ kiện là khi có những cái phụ kiện nó sẽ gắn khớp vào cái đánh xe này luôn là chúng ta chỉ cần nhét vào và gắn thôi còn như sinh pha quý vị xem đây, đây trên phần cánh của đánh xe này nhưng mà không bao thì sẽ không có đánh xe như thế nên là cái phụ kiện nó gắn vào thì nó ngay cái gần này ví dụ ngay gần này thì nó sẽ không khớp hệ nhôm đánh xe thì thường nó sẽ có cái khung bao này và bản cánh nó sẽ ngậm ra ngoài khung bao như thế này đây này quý vị thể thấy đây nhôm sinh pha là nó phẳng Đó. hệ bắc cạnh nó cũng phẳng này Đó. nên bản cánh của hệ đánh xe này sẽ to hơn so với khung bao về độ dày của hệ nhôm đánh xe này cũng rất là đa dạng tùy theo hãng sản xuất có hệ hãng thì ly 3 ly 4 có loại ly 9 2 ly thì đây là Toban và Rima của tập đoàn Updo sản xuất trong nước đây là của widom à, khuôn bao này thì là hệ 45 nên nhỏ hơn còn đây là hệ 55 to hơn nên là cũng rất là đa dạng loại và giá cả cũng như loại này sẽ rẻ hơn loại này về màu sắc thì cũng loại này cũng có rất là nhiều loại màu xám rồi màu vân gỗ màu trắng rồi màu nâu màu đen vân vân đó là về hệ nhôm mà có rãnh C rồi tiếp đến là một số những cái hệ khác hệ này thì đây là hệ tam 60 tam 60 của GMA đây là sản phẩm nhôm a nó cũng là hệ khoang đơn chỉ có một khoang trống đây là hệ sinh pha bản tiếng phẳng này Anode. nhôm a thì nó chất lượng bề mặt về màu sắc Tưởng sẽ tốt hơn rất nhiều so với những cái loại sơn tính điện như thế này Đây là cấu tạo của hệ tam 60. Hệ tam 60 thì các bản khung bao nó sẽ là 60. Còn hệ 55 thì nó là bản khung bao này độ dày sẽ 55. 55. Đó. Còn 45 thì nó sẽ bản này là 45. Nếu mà nói về 83 thì bản này cũng là 83, 93 thì nó sẽ là to lên. Để quý vị hiểu về hệ nhôm Đây là hệ nhôm 860 công nghệ Anode xử lý cho bề mặt. Rồi tiếp đến là hệ nhôm cầu cách nhiệt. À, nhôm cầu cách nhiệt thì sẽ có cấu tạo như thế này, thì nó sẽ gồm hai hộp nhôm và liên kết với nhau bởi một lớp giải nhựa polyamide ra như thế này. Thì đối với những cái loại nhôm mà khoang đơn như thế này này, thì cái khả năng cách nhiệt, và cách âm nó cũng thấp hơn. Nhất là cách nhiệt, thì khi nắng mà chiếu bên bề mặt bên ngoài vào thì chúng ta sờ bên trong thì vẫn thấy nóng nếu mà nắng ánh nắng trực tiếp từ hướng tây vào thì rất là nóng luôn có thể là phỏng tay nếu mà nắng liên tục còn đối với hệ cầu có nhiệt là để khắc phục cái khuyết điểm ở cái phần nhôm khoang đơ thì nó sẽ có hai lớp nhôm và sau đó có một giải cách nhiệt để tránh bị nóng bên trong mà cũng như là tăng khả năng cách âm cho cửa nhôm kính thì cái hệ nhôm cầu cách nhiệt này thì nó cũng rất là nhiều loại khác nhau đây là của nhôm của do công ty việt pháp sản xuất thì trên thị trường việt nam thì gồm có hệ nhôm cầu cách nhiệt của sinh pha rồi là hma rồi là GMA nói chung là rất là nhiều loại đó là về nhôm cầu cách nhiệt rồi tiếp đến là một hệ nhôm thường sử dụng cho những cái cửa đại sảnh hay là cửa cho những cái văn phòng rồi là cửa hàng đây là hệ nhôm thủy lực hay là hệ nhôm cho cửa bản lề sàn trong miền nam gọi là bản lề sàn ngoài miền bắc thì gọi là cửa thủy lực thay vì cửa thủy lực thì sẽ bằng kính không thì thì cái nhôm này nó sẽ có phần khung khung nhôm thêm vào để nó đảm bảo an toàn so với việc dùng kính không, đây là sản phẩm của Queen, Queen Việt. Thì nhôm này thì thường sử dụng cho cửa đại sảnh, cửa chính, cửa đi thôi chứ không làm cho các cửa sổ được. Thì đó là hệ nhôm thủy lực. Thì đó là một số những cái hệ nhôm làm cửa đang sử dụng phổ biến trên thị trường hiện nay. Thì ngoài ra còn rất nhiều những cái hãng hay là hệ nhôm khác thì ở đây tôi cũng không có chuẩn bị nên là cũng không có giới thiệu đầy đủ được cho quý vị thì hiện tại công ty chúng tôi thì là một đơn vị thi công và sản xuất cửa nhôm kính thì chúng tôi cung cấp bao gồm có hệ vắt cạnh hệ sinh pha hệ tô ban hệ nhôm cầu cách nhiệt hệ tam và hệ cửa thủy lực nếu quý vị đang xây nhà hay làm nhà có nhu cầu làm cửa nhôm kính có thể liên hệ đến công ty chúng tôi hotline là 0933 62 60060. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cho quý vị Sau đây tôi xin kết thúc video này Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau